Sự phạt thầy cúng chữa can làm cô gái trẻ mang thai Thầy cúng chữa can làm cô gái trẻ mang thai bị xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng vì hành nghề mê tín dị đoan. Sáng ngày 16 tháng 12, Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự đối với ông Văn Đức L. Sinh năm 1969, trú xã Bình Triều số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi mê tín dị đoan. Công an huyện Thăng Bình cho biết thêm, ông L đã chấp hành xong việc nộp phạt. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ. Tăng vật liên quan đến vụ án, như đã đưa tin, ngoài bị xử phạt hành chính, ông L còn bị công an huyện Thăng Bình khởi tố về tội cưỡng dâm. Ông này bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo điều tra, ông L tự học đạo năm ông rồi dùng tập vở ghi chép các câu kinh chú, vẽ bùa phép. Khi có người đến nhờ chữa bệnh, ông L niệm kinh chú để người âm nhập vào người, lên đồng rồi bắt mạch, phán bệnh vẽ bùa chú đút bỏ vào một chai nước cho người bệnh uống, vẽ bùa bắt mang theo người. Đối với phụ nữ, ông này cũng vẽ bùa, đốt vào ly nước cho bệnh nhân uống, sau đó dùng dao lệnh đập lên người làm phép, bắt bệnh nhân cởi bỏ trang phục để xoa thuốc lên người. Khoảng từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 9 năm 2021, lợi dụng việc chữa căn, ông L đã nhiều lần quan hệ tình dục với một cô gái 21 tuổi dẫn đến người này có thai.